Xin chào các bạn lại đón xem video của Lộc. Và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời và xin gửi lời chào và lời chúc các bạn trong một cái kỳ tiết thanh minh, hạnh phúc, đầm ấm và vui vẻ bên gia đình. Thì hôm nay Lộc muốn chia sẻ với các bạn về SEO là cái gì. Thì thật ra đấy, chúng ta sẽ cùng nhau bàn thảo một chút để các bạn có thể nắm rõ được SEO thực chất nó không phải là như rất nhiều người định nghĩa, nó chỉ là đưa người ta lên top mà thôi. Nó chỉ là đưa người ta trở lên hiển thị trên công cụ tìm kiếm là xong. SEO nó không phải là đơn giản chỉ là như thế, mà SEO nó là một cái ngành nghề rồi, nó là một cái lĩnh vực gọi là nghề nghiệp chuyên môn của các bạn, của những chuyên gia. Và SEO bây giờ là mình ngành SEO bây giờ là một ngành nghề, và những người làm SEO có mức lương rất là cao trong xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau vào với cái Google. Đấy, và là bây giờ nó sẽ quay màn hình để cho bạn cái định nghĩa cụ thể chính xác SEO là cái gì, và nó sẽ phân tích cho các bạn hiểu được SEO là cái gì trong cái video này. Và nếu như các bạn muốn hoạt động trong cái lĩnh vực này, và là hoặc là muốn sử dụng cái hoặc là muốn sử dụng cái lĩnh vực SEO này để phát triển cho cái ngành nghề, cho cái công ty, cho cái dịch vụ của bạn ấy, thì bạn phải xem thật kỹ những cái video của Lộc ấy. Vì nó không phải, vì Lộc muốn chia sẻ một cách tâm huyết nhất cho các bạn, bởi vì thời kỳ chúng ta là thời kỳ 4G rồi và sắp tiến đến 5G. Nhưng là thật sự là Lộc biết rằng có rất nhiều người các bạn không định nghĩa được 5G là cái gì và 4G là cái gì, đúng không? Tất cả rất nhiều người chúng ta không định nghĩa, là cho nên chúng ta cũng mù mờ về 4G, 5G, cũng giống như chúng ta mù mờ về SEO, chúng ta không nắm rõ được nó là cái gì. Và các bạn biết đấy, nếu như chúng ta không biết rõ là cái gì, không chính xác nó là cái gì, thì chúng ta sẽ tư duy về nó rất là sai, và tư duy sai sẽ dẫn đến hành động sai, hành động sai sẽ dẫn đến kết quả sai, không chính xác. Và giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào Google để search xem SEO nó là cái gì. Đấy, thì ở đây nó hiện lên những cái bức ảnh về SEO các bạn, và những người khác người ta đã quảng cáo và giới thiệu về SEO là cái gì. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là SEO là một từ viết tắt. Thực ra đây là ba chữ cái viết tắt đầu tiên của chữ Search Engine Optimization, thì tạm dịch là làm tối ưu. Đấy, làm tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm. Thì thật ra nói như vậy thì các bạn cũng sẽ không thể hình dung được hay cũng có thể hiểu hết được. Thì Lộc muốn chia sẻ tóm lược từ cái lịch sử của nó. Thì các bạn biết là con người chúng ta sống bây giờ trong cái thời kỳ là 4G, đúng không ạ, và đang phát triển 5G. Thì chúng ta cũng chả biết công nghệ 4G là cái gì, và chúng ta cũng chả nắm được rõ nó là cái gì và thực sự nó là cái gì. Đấy, chúng ta chỉ biết nó đang là cái công nghệ chúng ta đang sử dụng mà thôi. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng mù mờ về cái 4G, nó cũng giống như chúng ta mù mờ về cái SEO này các bạn ạ. Thì để định nghĩa về SEO đấy, thì Lộc muốn nói về các bạn một cái lịch sử, đó là sự phát triển bùng nổ của nhu cầu, đúng không ạ? Khi con người càng nhiều lên thì các nhu cầu càng phát sinh, các con người thì họ cần được phục vụ, con người cần được chữa bệnh này, cần được sống một cuộc sống bình yên, rồi là rất là nhiều thứ như điện đóm, rồi quần áo ăn mặc, cho đến tất cả mọi thứ, đúng không? Đó là nhu cầu con người, và cái nhu cầu này nó không thể nào dừng lại mỗi ngày, mà nó chỉ có tăng lên mà thôi, bởi vì con người càng sinh ra để càng phát sinh ra nhiều nhu cầu các bạn ạ. Cái điều này thì chắc chắn là các bạn biết được. Thì ví dụ như ngày xưa đó, nếu như các bạn mà có cái quạt hay cái tivi đấy bị hỏng như vậy, hay một thiết bị gia dụng nào đó bị hỏng trong gia đình nhà bạn bị hỏng, thì bạn muốn sửa nó thì bạn phải mang cái quạt đi, chở cái quạt đó đi đấy, tìm một cái người làm cái nghề sửa chữa và bạn đưa cho người ta để người ta sửa chữa. Nếu bạn không tìm được, bạn phải hỏi người khác hoặc nhờ người khác đi tìm mọi cách làm sao để tìm được cái người sửa cái quạt đó cho bạn. Đấy, hay là bạn muốn mua cái tủ lạnh, hay là bạn phải đi tìm người bán tủ lạnh, bạn phải vác xe ra đường đấy, và đi lung tung khắp nơi. Đấy, trong cái giá trị như đó mà nó trôi qua rất nhiều năm tháng, và Google đấy, đã nhận ra cái nhu cầu này, và rất nhiều các trang khác cũng nhận ra, những con người lập trình khác họ cũng nhận ra cái nhu cầu này, nên là họ mới sáng tác ra một cái trang để chúng ta có thể tìm kiếm
và chúng ta quen nhất là Google đúng không ạ? Và Lộc không nhớ là hình như là Google là trang đầu tiên mà Lộc thực hiện việc tìm kiếm. Ví dụ mà muốn tìm kiếm một cái cuốn bí kíp làm sao để tán gái thì mình sẽ lên Google và search đúng không ạ? Hay mà muốn tìm kiếm một phần mềm correct chúng ta cũng nên Google và tìm kiếm. Và sau này bùng nổ lên, chúng ta biết là tất cả mọi thứ bây giờ đều được tìm kiếm bằng Internet trước khi họ đi tìm kiếm ngoài đời, họ đi tìm kiếm offline, tức là tìm kiếm thực tế các bạn ạ. Bởi vì thế cho nên Internet được sử dụng rất là nhiều, cái công cụ tìm kiếm này được sử dụng liên tục mỗi ngày, thật ra đấy, search engine là viết tắt của chữ S và chữ E đấy các bạn ạ. Thì search engine ấy nó là các công cụ tìm kiếm, thì có rất nhiều các công cụ tìm kiếm như là Google này, như là Yahoo này, như là Cốc này, như là Bing này, đấy, vân vân, rất là nhiều các công cụ tìm kiếm các bạn ạ. Mỗi một đất nước là có công cụ tìm kiếm khác nhau. Thì Google là cái công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới này, nó chiếm gần 3/4 thế giới là người ta tìm kiếm bằng Google trừ Trung Quốc các bạn ạ. Thì Trung Quốc họ sử dụng Google là ít nhất thôi, còn tất cả các nước khác đa phần là sử dụng Google và cộng với một hai cái công cụ tìm kiếm khác của nước họ, như là chúng ta thì dùng Google với Cốc, thì đó là công cụ tìm kiếm. Và SEO là gì? SEO là khiến cho các bạn trở nên thân thiện, khiến cho các bài viết cho cái trang web, cho cái kênh, cho cái ảnh, cho cái website, cái video của bạn ấy nó thân thiện, nó được tối ưu, nó được đánh thứ hạng cao trong cái công cụ tìm kiếm đó. Ví dụ như các bạn làm với công cụ tìm kiếm Google thì các bạn phải làm sao để cho cái trang web của bạn, cái kênh, cái video của bạn, cái page của bạn ấy nó phải được đánh giá cao, đánh giá cao là thân thiện, đánh giá là tối ưu, cái điểm chất lượng website của nó phải rất là tốt với công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ được hiện ra trong công cụ tìm kiếm thì đó là SEO. Đấy, nói nôm na là như vậy. Thì thực ra nó rất là rộng các bạn, nó rộng lắm, nó rộng trên từng cái lĩnh vực mà các bạn hoạt động, trên từng cái lĩnh vực mà các bạn, ngành nghề mà các bạn đang sử dụng hoạt động và làm việc. Thì nó cũng nói với các bạn thì một vài năm trở về đây thì nó mới bùng nổ về cái giá trị tìm kiếm và bắt đầu nghề SEO nó bắt đầu được bung ra và bùng nổ ra. Thực ra thì ở nước ngoài, cái gì họ phát triển từ nước ngoài trước thì nó mới vào Việt Nam. Thì vào Việt Nam chúng ta biết rằng là chúng ta rất là mù mờ về SEO. Thì Lộc muốn nói cái lịch sử của bạn, các bạn hình dung được là 5 năm trước hay là 10 năm trước đấy, các bạn mà muốn mua cái áo đúng không, các bạn phải đi ra chợ và đi tìm kiếm lục tung cả các chợ lên, tìm cái áo là phù hợp nhất các bạn mới mua. Các bạn mua một cái xe đạp, các bạn đi khắp mọi nơi, các bạn tìm một cái xe đạp nó rất là đúng với kiểu của bạn, với cái bạn thích ấy, thì bạn mới mua. Ở đây các bạn đi mua chăn, mua chiếu, hay là mua điện thoại, mua bất cứ cái gì, hay là các bạn hỏng quạt, hỏng điều hòa, hay là các bạn hỏng tivi, hay là hỏng bóng đèn, hay là hỏng cái gì đó, là các bạn phải đi tìm đúng cái công ty, các bạn phải đi tìm đúng cái cửa hàng, tìm kiếm cái người cung cấp dịch vụ sửa chữa đó, các bạn phải tìm đúng cái người đó và đi ra ngoài hỏi hết người này khác để có thể tìm được cái người đó và cung cấp cái dịch vụ đó để sửa chữa cái bóng đèn cho bạn, sửa chữa cái quạt, hay là bạn mua cái bóng đèn mới, thì đó là các bạn phải đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng đến cái xã hội bây giờ đấy thì chúng ta không phải đi ra ngoài nữa, mà chúng ta chỉ cần cầm điện thoại lên vào công cụ tìm kiếm, gọi là công cụ search, chúng ta tìm kiếm cái gì đó chúng ta cần, rồi chúng ta đặt hàng online order ngay trực tiếp, chúng ta lấy số điện thoại gọi điện ngay trực tiếp, là cái dịch vụ đó, cái người cung cấp sản phẩm đó họ sẽ đến với chúng ta, chúng ta không phải cần phải đi đâu cả. Đó là công nghệ đã thay đổi, đó là tư duy thay đổi rồi. Thì các bạn phải biết là SEO nó có giá trị là gì trong cái cuộc sống này, trong cái lĩnh vực các bạn hoạt động. Đó là gì? Đó là các bạn đang có sản phẩm rất là tốt, các bạn đang bán loại bóng đèn này rất là đẹp, đúng không? Các bạn đang cung cấp một cái dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, hay là cung cấp một cái dịch vụ gì đó rất là tốt, chuyên nghiệp dành cho mọi người, nhưng mà người ta không biết đến bạn. Đấy. Và người ta lên mạng, người ta tìm kiếm lại không có ra bạn, thì đó là điều thiệt thòi cho bạn. SEO có giá trị là gì? SEO có giá trị là khi mà người ta tìm thấy bạn. Đó, giá trị của nó như thế. Và nếu như các bạn biết rằng cái dịch vụ bạn tốt, cái sản phẩm bạn tốt và cung cấp cho người ta, thì sau này người ta sử dụng rồi, người ta sẽ quay lại sử dụng nữa, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và SEO nó có giá trị là như vậy. Bởi vì sao? Đấy, cái người mà người ta đi tìm kiếm đấy các bạn,
Cái người ta đi tìm kiếm là cái người đã có nhu cầu rồi và người ta đang muốn được phục vụ trên cái nhu cầu đó, thì các bạn rất dễ bán được hàng, các bạn rất dễ chốt sale, các bạn rất dễ kiếm được tiền từ cái người đó. Thì cho nên nó sale này nó còn giá trị hơn, giá trị hơn là các bạn chạy quảng cáo. Ví dụ các bạn chạy quảng cáo Facebook đấy, thì hay chạy quảng cáo video YouTube đấy, thì tự dưng là cái người đó người ta không có nhu cầu về nào đấy, nhưng mà cái quảng cáo nó vẫn hiện vào người ta đúng không? Thì cho nên là các bạn bị phí phạm tiền ở những cái chỗ đó mà các bạn lại không lấy được tiền về. Nhưng mà nếu các bạn chạy quảng cáo với Google Search đó, với Google Search, thì các bạn sẽ thấy là người ta tìm kiếm là cái người ta có nhu cầu rồi, nên là tỷ lệ chốt được đơn bán hàng, chốt được sale nó rất là cao. Cho nên là sale nó có giá trị là như vậy. Thế nhưng mà có một câu hỏi nó đặt ra, đó là tôi mà làm nghề vá xe, tôi làm nghề vá xe thì có sale được không? Đấy, thì thật ra là nếu như bạn biết rằng đấy, làm nghề vá xe đúng không, thì bạn đi đường và bạn bục lốp xe thì bạn chỉ muốn là cả cái tuyến đường đó các bạn lục tung lên, làm sao tìm một người vá xe là được. Chứ bạn có nên mạng để search hay là ai vá xe chẳng, bạn gọi điện là em đang đứng ở chỗ này, anh đến anh vá xe em được không, đúng không? Chỉ có bạn biểu bục lốp ô tô mà thôi, chứ bục lốp xe máy xe đạp thì gần như là không bao giờ có cái việc như thế. Bạn chỉ cần đi dọc tuyến đường là xem là có rồi, đúng không? Thì cho nên đấy là tùy vào lĩnh vực, tùy vào cái thị phần thị trường, tùy vào cái ngành nghề sản phẩm dịch vụ các bạn cung cấp, thì các bạn lên thay đổi cái sale nó như thế nào. Thực ra sale nó phải là một hệ thống internet marketing các bạn. Các bạn phải sử dụng một hệ thống. Hệ thống này bao gồm rất nhiều các trang web khác nhau. Rồi là kênh YouTube cộng vào, Facebook cộng vào, landing page cộng vào, đúng không ạ? Rồi trang Facebook cộng vào, rồi tất cả mọi thứ cộng vào một cái hệ thống internet marketing. Rồi mới sử dụng sale vào những cái đó, thì cái sale nó có giá trị tối ưu. Mà thực ra ấy, thì tùy vào cái lĩnh vực của bạn thôi, chứ không phải là ai là cũng dập khuôn cũng cái ba gem như thế. Thế cho nên là nhiều người học sale ấy, họ không cần sử dụng đến, hoặc là có nhiều người học sale thì họ lại không sử dụng hết và không tận dụng hết cái sức mạnh của sale, bởi vì là họ không có cái tư duy đúng đủ và không thể nắm bắt được thị trường chính xác để họ biết rằng họ có thể làm được bao nhiêu tỷ phần và sale nó sẽ gặt được cái kết quả, gặt hái được kết quả nào cho họ và họ phải đầu tư vốn bao nhiêu. Nên là rất nhiều người làm sale bị lỗ vốn các bạn ạ, và gặp rất nhiều những người như này. Bởi vì đa phần là những người làm sale mà lỗ vốn ấy là những người không hiểu về sale, họ mù mờ về sale, cho nên là sale khiến họ bị lỗ vốn. Và họ thường đặt ra những câu hỏi rất là buồn cười, rất là buồn cười các bạn. Thực ra là mình không thể nào mà giải thích và trả lời được, bởi vì họ không có kiến thức nền tảng mà họ chỉ muốn một đáp án quan thôi. Nó rất là khó các bạn ạ. Bởi vì sale bây giờ mình nói nhắc lại các bạn, nó là một ngành nghề, nó là một lĩnh vực rồi. Những người làm sale họ có một cái công giá, mức lương rất là cao. Cho nên là các bạn phải hiểu sale nó đã trở thành một ngành nghề và lĩnh vực rồi, công nghệ phát triển quá nhanh. Cho nên là các bạn phải nắm bắt và phải đuổi kịp thời đại, phải hiểu được với nó đã. Đấy. Thì Lộc muốn nói như vậy để các bạn hình dung được. Đấy. Trong cái tư duy của mình, trong cái hệ thống của mình, sale nó sẽ áp dụng được như thế nào. Nó đơn giản chỉ là đưa cho bạn lên top mà thôi, đúng. Nhưng mà không phải là ai lên top cũng chốt được hàng, mà không phải lên top đã là tốt, đúng không? Đôi khi các bạn lên top là có hại cho bạn. Đấy. Và Lộc sẽ chứng minh cái điều này trong những video mà Lộc dạy cho các bạn. Vì tùy vào ngành nghề thôi, không phải ngành nghề nào sale on top 1 cũng là có lợi các bạn ạ. Không phải sale là ngành nghề on top 1 đã là có lợi đâu. Thì thật ra trong cuộc sống này đấy, thị trường là một miếng bánh, thị trường là một miếng bánh, bánh rất là to, và chúng ta không thể nào một mình ta ăn hết cái bánh nó được các bạn ạ. Không thể nào một mình ta hưởng trọn cái bánh nó được, chúng ta phải chia nhỏ ra, có rất nhiều người khác cùng với chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta on top 1, chúng ta có chùm top 1, chùm top 1 10 từ khóa hot nhất thì cũng không thể nào ăn hết được thị trường, các bạn phải nhớ đấy. Cho nên là nó vẫn có những cái gọi là không tốt khi các bạn được on top. À, không, hãy nhớ câu nói của Lộc, có những cái không tốt khi các bạn được on top rồi. Thế cho nên là đừng tham. À, về sale nó rất là rộng, nó không phải đơn giản là cứ lên top đâu. Thế cho nên là mình muốn nói là lên top nó rất là tốt, và sale là phải lên top thì mới có giá trị, đúng. Nhưng mà các bạn phải biết lĩnh vực của mình, lĩnh vực hoạt động của mình, đấy, sale nó là cái gì và nó ra cái gì đấy, để cho các bạn hiểu và hình dung được. Đấy, giả dụ như trong cuộc đời này, đấy, chúng ta làm thị trường offline rất là tốt, và cái ngành nghề chúng ta đang offline đã xây dựng thương hiệu bao nhiêu năm nay rồi,
chúng ta xây dựng được thương hiệu offline từ khi chưa có online, thậm chí như vậy, và chúng ta đã bán buôn bán lẻ cấp thị trường hết, gần như là cấp hết thị trường chúng ta bán chiếm được thị trường rồi, đúng không? Nhưng mà cái người đó người ta chả dùng SEO ngày nào, chả biết gì về internet marketing và họ vẫn giàu có. Thì họ hỏi nó câu hỏi là SEO làm gì, họ cần SEO làm gì, đúng không? Thì cho nên là để trả lời ra rất là nhiều câu hỏi rất là khó. Thường là SEO và internet marketing nó gắn liền với sự khởi nghiệp và nó là những cái bài toán rất là khó giải trong cuộc đời này. Đấy, thì nó muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hình dung ra, chứ không phải là SEO là tôi phải on top 1, tôi phải trúng hết top 1, tôi phải chiếm thị trường, là người ta tìm là phải thấy tôi. Đấy, tôi phải được on top thì tôi phải như thế này như thế kia. Đấy, thì nó rất nhiều người nó rất là hoảng loạn như vậy. Thì thật ra là rất nhiều người hoang mang, rất nhiều người hoang mang về cái tư duy trùng top 1. Trùng top 1 khi nghe đấy tên ấy, họ muốn là tôi phải được trùng top 1 ngay. Và nghe nó rất là hấp dẫn, đúng không? Trùng top 1 thì có nghĩa là sẽ có nhiều người tìm kiếm đến tôi và tôi sẽ chốt được đơn hàng. Và cái tư duy trùng top 1 này tự dưng nó trở nên là gọi là có hại trong tâm trí rất là nhiều người. Bởi vì người ta nghĩ rằng là SEO sẽ khiến người ta trùng top 1 ngay. Khi mà Lộc đi chia sẻ và giới thiệu về SEO thì nhiều người ta nhầm tưởng là SEO sẽ là được trùng top 1 ngay. Nhưng mà thực ra Lộc muốn nói các bạn này, SEO mà có trùng top 1 hay không ấy thì phải phụ thuộc vào bạn là người có kiến thức hay không. Mà muốn trùng top 1 được phải là chăm chỉ, phải thật sự chăm chỉ. Trùng top 1 chỉ có một cách duy nhất, đó là chăm chỉ. Trùng top 1 thực chất là bằng chăm chỉ mà thôi. Nhưng phải có kiến thức cộng vào. Và nếu như mà làm không có kiến thức thì nó sai, sai nó sẽ hành động sai, mà hành động sai là kết quả sẽ sai và mọi thứ sẽ bung bét hết. Và nó cũng nhắc lại là không phải lúc nào trùng top 1 nó cũng là tốt, không phải lúc nào trùng top 1 nó cũng là tối ưu nhất, và tùy vào lĩnh vực của bạn làm việc thôi. Thì đó là những cái chia sẻ của Lộc mà Lộc muốn cho các bạn định hình được. Thì trong cái cuộc sống này nó có rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, ngành nghề cũng như là sản phẩm dịch vụ khác nhau. Các bạn đang cung cấp và hoạt động trong lĩnh vực nào, đang cung cấp cho làm việc trong cái sản phẩm nào, các bạn có thể liên lạc với Lộc và Lộc tư vấn cho các bạn. Sẽ trả lời các bạn với tất cả cái kiến thức của Lộc để giúp đỡ các bạn phát triển cái ngành nghề, cái lĩnh vực, cái dịch vụ của bạn, cái sản phẩm của bạn có thể đến với tay người tiêu dùng và đến với tận và đến với thật nhiều người nhất trong cái thị trường của bạn. Thì đó là những cái chia sẻ của Lộc, và Lộc hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những kiến thức mới về SEO trong những năm tháng tới đây và sẽ thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Và Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn luôn luôn xem theo dõi hết những cái video của mình, và Lộc xin cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Lộc trong ngày tháng qua, và Lộc hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và Lộc sẽ cam kết rằng sẽ chia sẻ hết lòng mình, chia sẻ hết sức mình để giúp đỡ các bạn trong cái thời kỳ mà công nghệ phát triển rất là nhanh như thế này. Các bạn có thể nắm biết các bạn có thể nắm bắt được SEO là gì và áp dụng được tư duy trùng top 1 vào trong lĩnh vực của các bạn. Và chân thành và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.